Trong tập này, chúng ta sẽ đến với kỹ năng posing trước ống kính. Đúng rồi, đẹp. Xin mời Kỳ Duyên, Minh Kiều và Thị Phạm. Chị đây. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương Mặt Vì Mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 2/7/2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GST. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình? Hãy liên hệ Học viện Xây dựng Hình ảnh Cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115.